Bài 27. Hiệu suất. Một lớn. Năng lượng có ích và năng lượng hao phí. Chúng ta đã biết khi năng lượng được chuyển từ dạng này sang dạng khác, từ vật này sang vật khác, thì luôn có một phần bị hao phí. Trong các động cơ nhiệt thông thường, có khoảng từ 60 đến 70% năng lượng bị hao phí. Trong các động cơ điện, năng lượng hao phí thấp hơn, chỉ vào khoảng 10%. Nhưng trong các viên mặt trời thì ngược lại, chỉ có khoảng 10% năng lượng của ánh sáng mặt trời được chuyển hóa thành điện năng, còn lại là năng lượng hao phí. Hai lớn, hiệu suất. Để đánh giá tỷ lệ giữa năng lượng có ích và năng lượng toàn phần, người ta dùng khái niệm hiệu suất. Hiệu suất bằng năng lượng có ích chia cho năng lượng toàn phần. H bằng WCI tức là có ích chia cho WTB tức là toàn phần nhân 100%. Hoặc H bằng BCI chia B toàn phần nhân 100%. Với BCI là công suất có ích, BTB là công suất toàn phần. Từ công thức tính hiệu suất chung ở trên, người ta có thể viết công thức tính hiệu suất cho từng trường hợp cụ thể. Ví dụ, hiệu suất của động cơ nhiệt được viết dưới dạng H bằng A chia Q nhân 100%. Trong đó, A là công cơ học mà động cơ thực hiện được. Q là nhiệt lượng mà động cơ nhận được từ nhiên liệu bị đốt cháy. Bảng 27.1 hiệu suất của một số thiết bị điện. Thiết bị điện như máy phát điện, tuabin nước với năng lượng đầu vào là cơ năng, năng lượng đầu ra có ích. Đối với máy phát điện là điện năng, tuabin nước là cơ năng, thì hiệu suất tương ứng là cỡ 96% và 90%. Đối với thiết bị là máy hơi nước, năng lượng đầu vào hóa năng, đầu ra có ích, cơ năng, hiệu suất 15%. Động cơ xăng, năng lượng đầu vào hóa năng, đầu ra có ích, cơ năng, hiệu suất khoảng 35%. Tua bin hơi nước, đầu vào hóa năng, đầu ra có ích là cơ năng, hiệu suất khoảng 28%. Đối với động cơ điện, đầu vào là điện năng, đầu ra là cơ năng, hiệu suất là 96%. Đối với đèn dây tóc, đầu vào là điện năng, đầu ra là quang năng, hiệu suất 7%. Đối với đèn LED, đầu vào điện năng, đầu ra quang năng, hiệu suất 95%. Đối với bếp điện, đầu vào điện năng, đầu ra là nhiệt năng, hiệu suất là 90%. Như vậy, em đã học luôn tồn tại năng lượng hao phí trong các quá trình chuyển hóa năng lượng. Hiệu suất được định nghĩa theo công thức H bằng WCI chia cho WTB nhân 100% hoặc bằng BCI chia BTB nhân 100%. Bài 27 đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.